Mến chào quý vị khán giả và chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi những thông tin trong cà phê sáng của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có 2 ngày nghỉ trọn vẹn bên người thân và gia đình và hôm nay sẽ là ngày làm việc đầu tiên của tuần. Hữu Trung tin chắc là ai trong chúng ta cũng có đầy quyết tâm để có một tuần làm việc thật hiệu quả. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng bắt đầu ly cà phê sáng của mình và theo dõi những thông tin hữu ích từ chương trình sáng nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong 365 ngày của một năm, phụ nữ trên toàn thế giới có riêng một ngày để được xã hội quan tâm và bù đắp những thiệt thòi vất vả trong cuộc sống. Và đó là ngày hôm nay, ngày 8 tháng 3. Và dĩ nhiên là tất cả chị em phụ nữ của chúng tôi rất là vui, rất là hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ của các đấng mày râu. Nhưng mà dĩ nhiên rồi chúng tôi mong muốn nhiều hơn, đó là sự chia sẻ, sự yêu thương của tất cả mọi người trong tất cả những ngày còn lại. Và thưa quý vị, chắc chắn rồi trong ngày 8 tháng 3 này thì hoa là một mặt hàng không thể thiếu. Những bó hoa tươi thắm thay cho lời yêu thương gửi tặng đến người mình thương, được những người con tặng cho người mẹ của mình như là một lời cảm ơn đến đấng sinh thành. Chính vì vậy mà đến dịp 8 tháng 3 thì thị trường hoa tươi lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ghi nhận tại Đồng Xoài, khác với thị trường hoa ngày Valentine 14 tháng 2, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp lễ ngày 8 tháng 3 năm nay đã bắt đầu có khởi sắc hơn. Tại các cửa hàng hoa đã có rất nhiều khách hàng đến mua. Lượng đơn đặt hàng online cũng tăng đáng kể so với ngày thường. Tại shop hoa Yến, chợ Đồng Xoài, giá hoa hồng Đà Lạt tăng gấp 4 lần so với ngày thường, ở mức khoảng 15.000 đồng một bông. Để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng, cửa hàng này đã cung ứng nhiều loại hoa như hoa hồng nhập khẩu có giá là 100.000 đồng một cành, cúc mẫu đơn có giá 150.000 đồng một cành. Giá của các bó hoa và lẵng hoa dao động trong mức khoảng 300 đến 1 triệu đồng một bó. Cá biệt có những bó hoa 4 triệu, 5 triệu đồng tùy theo nhu cầu của khách. Năm nay thì giá hoa ở cửa hàng tôi cao hơn mọi năm vì trên Đà Lạt nó bị ngục hụt nguồn hoa do dịch bệnh nên người ta sẽ trồng ít lại. Số lượng hoa đợt này thì khách mua tăng nên giá thành sẽ cao hơn. Bên cạnh hoa tươi, hoa sáp cũng là mặt hàng được nhiều cửa hàng nhập về bó, kết lẵng để bán. Nhiều khách hàng chọn mua loại hoa này bởi vì có thể để được lâu và có màu sắc bắt mắt hơn. Hiện giá hoa sáp được các cửa hàng bán khoảng 10.000 một cành. Mua bó hoa về tặng cho bà xã. Làm kỷ niệm cho bà vui. Lạ hơn hoa tươi à? Lạ hơn em nhiều em, đẹp xinh, đẹp. Nè, tiền nó hơi mắc. Không chỉ đơn thuần được kết bằng hoa sáp, những bó hoa kết hợp giữa tiền thật và hoa sáp đã được các cửa hàng bày bán, tạo ra sự đa dạng cho thị trường hoa 8 tháng 3 năm nay. Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 là dịp để mà phái mạnh thể hiện tình cảm của mình đối với những người phụ nữ mà mình yêu thương, đúng không Hữu Trung? Vâng, đúng như vậy đấy chị Minh Nhật ạ. Ngoài những bó hoa tươi thắm thì những món quà ý nghĩa, nhiều người có những cách làm khác cũng thể hiện tình cảm của mình đối với người phụ nữ của mình. Bên cạnh những món quà tinh thần, khách hàng có xu hướng chọn những món quà thiết thực cho đời sống như những chuyến du lịch hay là một bữa ăn tối cùng những người phụ nữ mình yêu thương. Chủ chuỗi cửa hàng này cũng đã có một ý tưởng nho nhỏ để giúp cho món pizza quen thuộc thành quà tặng đáng yêu. Đơn hàng online vào những dịp ngày như ngày 8 tháng 3 thì tăng khá là đột biến, tăng khoảng tầm 6-70%. Trong những cái dịp ngày lễ này thì là cái nhu cầu rất là lớn, đặc biệt là nếu mà chúng ta có những cái sản phẩm dạng như kiểu là bánh pizza mini hình trái tim hay là bánh pizza hình trái tim thì đấy là những cái mà vừa có thể là khách hàng dùng để ăn, vừa có thể dùng để làm một cái quà tặng luôn. Quả là một ý tưởng rất là thú vị, độc đáo đúng không ạ? Một sự kết hợp khá hoàn hảo giữa vật chất và tinh thần. Chị Minh Nhật ạ, chúng ta nói về một nửa của đời của đàn ông, rất là nhiều đề tài nữa. Nhưng mà sau đây Hữu Trung giới thiệu đến quý vị và các bạn một mô hình do chị em phụ nữ sáng tạo rất hiệu quả để xây dựng nguồn quỹ giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn. Đó là mô hình câu lạc bộ thu gom phế liệu do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Đức thị xã Bình Long lập ra nhằm thực hiện mục tiêu kép, đó là tương trợ và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đây là một đợt tổ chức bán số phế liệu ve chai thu nhặt được trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của các chị em trong câu lạc bộ thu gom phế liệu của Chi hội Phụ nữ khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long. Để có được số ve chai phế liệu này, các chị em trong câu lạc bộ tranh thủ gom vỏ chai, vỏ lon và giấy vụn trên đường đi tập thể dục buổi sáng hay là nhặt số phế liệu bị bỏ rơi tại các thùng rác ven đường. Ở đây là có một số chị em nó còn khó khăn, nên thành thử ra là chi hội của khu phố Phú Nghĩa là
thành lập ra cái ban mô hình này để là hỗ trợ cho những chị em mà khó khăn, để tạo công ăn việc làm cho chị em, để cho nó cuộc sống nó ổn định và nó cho an tâm trong cái cuộc sống của gia đình. Bước đầu được thành lập và đi vào hoạt động, chị em chưa hiểu được ý nên còn ngại tham gia. Nhưng khi được chi hội phụ nữ khu phố vận động, tuyên truyền và thấy được hiệu quả thiết thực của mô hình, nên chị em đã tích cực tham gia thu gom ve chai, tích tiểu thành đại để bán gây quỹ giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo. Việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn nên phong trào này nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo chị em và nhân dân địa phương. Qua đó còn góp phần làm sạch nhà, sạch vườn, đẹp đường làng, ngõ xóm. Nói chung là các cái mô hình của khu phố Phú Nghĩa này là rất là nhiều. Thế thì phát triển thêm của chi hội phụ nữ là cũng mấy câu lạc bộ rồi. Nhưng mấy câu lạc bộ thu gom phế liệu này thì thấy nó có cái hiệu quả hơn, động viên chị em được nhiều hơn. Bởi vì là trong cái việc làm ở đây thì về phía chi bộ rồi khu phố, nói chung là các ban ngành đoàn thể là cũng rất là hỗ trợ, là động viên chị em là cố gắng tham gia. Câu lạc bộ thu gom phế liệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tuy mới thành lập và đi vào hoạt động hơn 5 tháng nay, nhưng bước đầu đã mang lại hiệu ứng tích cực. Không chỉ tạo nguồn quỹ giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn, mà qua đó còn góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường. Cái hiệu quả của mô hình thu gom phế liệu á, ngoài giúp chị em hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, thì qua cái mô hình thì mình cũng phát động và tuyên truyền đến cán bộ hội viên cũng như nhân dân ở khu phố là về bảo vệ môi trường. Chẳng hạn như thu gom những, mình phân loại rác thải ra, cái nào thì có thể là mình bỏ, cái nào mình có thể sử dụng hỗ trợ cho mô hình. Việc duy trì và phát triển các mô hình phù hợp đã giúp cho chị em hội viên phụ nữ giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động thiết thực để thu hút tập hợp chị em phụ nữ tham gia vào tổ chức hội tại địa phương. Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau cùng vươn lên của chị em phụ nữ. Thưa quý vị, với 61,7 điểm thì Việt Nam đã lần đầu tiên lọt vào nhóm nền kinh tế có chỉ số tự do kinh tế ở mức trung bình, trở thành nền kinh tế tự do đứng thứ 90 trong bảng xếp hạng năm nay. Theo bảng xếp hạng do Quỹ Di sản vừa công bố, năm nay là lần đầu tiên nền kinh tế Việt Nam bước vào nhóm các nền kinh tế có tự do trung bình, tăng 2,9 điểm và tăng 15 bậc so với năm ngoái. Nguyên nhân chỉ số này của nền kinh tế Việt Nam thăng hạng là do tình hình tài chính trong nước được cải thiện. Việt Nam đứng thứ 17 trong số 40 nền kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và điểm tổng thể của Việt Nam cao hơn mức trung bình của khu vực và thế giới. Lần đầu tiên, một sân chơi cho trẻ em được thiết kế gắn với truyền thuyết nỏ thần của An Dương Vương đã được thực hiện và đi vào hoạt động. Mô hình này nằm tại thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Sân chơi có tên là Nỏ Thần này nằm cách di tích thành cổ Loa khoảng 5 km. Với mong muốn đưa lịch sử vào trò chơi và hy vọng là lịch sử cổ Loa Thành Việt Nam thời Âu Lạc cùng truyền thuyết về nỏ thần Mỹ Châu Trọng Thủy sẽ dễ dàng đến gần hơn với các em nhỏ. Sân chơi được thiết kế với hình ảnh chiếc nỏ thần khổng lồ phân thành 4 phần, dải quanh sân chơi ẩn hiện sống hình ảnh của từng đoạn thành cổ Loa trong hiện tại. Khác với rất nhiều dự án sân chơi thông thường đã được thực hiện trước đây, sân chơi nỏ thần đặc biệt hơn nhờ có sự kết hợp của các kiến trúc sư, nghệ sĩ, ưu đàm và cộng đồng địa phương. Chỉ cho đến khi mà đến thành cổ Loa và thăm thành cổ Loa thì mình mới thấy là cái vùng đất này nó quá nhiều lịch sử. Thì lúc đấy thì mình mới nghĩ đến chuyện là ở một cái nơi mà nó phát minh ra một cái vũ khí thiên tài của người Việt thì cùng với những cái mảnh vùng của thành cổ Loa lúc ẩn lúc hiện thì chúng tôi muốn là đưa cái tính chất đó vào cái nỏ thần này. Chúng tôi cũng đề xuất các vật liệu tái chế từ lốp xe và gỗ, và cái nỏ này nó có 4 phần cùng với cả những cái phần vẽ ở trên mặt đất nữa để nó gợi lại cái câu chuyện về thành cổ Loa và về Mỹ Châu Trọng Thủy và về nỏ thần. Sân chơi này nằm trong khuôn khổ dự án không gian văn hóa sáng tạo Việt Nam do Hội đồng Anh và Liên minh châu Âu đồng tài trợ và được thực hiện bởi Hội đồng Anh và Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Em rất
thích sân chơi này, chơi nó rất vui vì nó có một truyền thuyết về nỏ thần rất kỳ bí và thú vị. Con tuy con chưa từng đọc bao giờ, hôm nay con sẽ về nhờ bố mẹ để mua cho con một quyển sách về nỏ thần, con tìm hiểu về nó. Với những ý tưởng thực hiện mới, sáng tạo, sân chơi nỏ thần chắc chắn sẽ là một điểm thu hút mới dành cho cộng đồng, một sân chơi văn hóa, đặc biệt là trẻ em, thêm hiểu và nhớ tới lịch sử hào hùng của dân tộc. Thưa quý vị, thông thường thì các nhân viên y tế sẽ dùng phương pháp truyền thống, đó là lấy dịch mũi họng để mà xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Một số người thật sự là cảm thấy rất là khó chịu trong suốt quá trình này. Chính vì lẽ đó mà mới đây, một nhà phát minh người Hà Lan đã đưa ra một sáng kiến xét nghiệm virus SARS-CoV-2 mới, đó là thông qua tiếng hét. Trong một chiếc cabin kín được gọi là buồng la hét, mọi người phải hét lên một tiếng nào đó từ đầu phổi của họ. Sau đó, một chiếc máy lọc không khí công nghiệp sẽ phân tích các hạt nhỏ bắn ra và báo cáo có virus SARS-CoV-2 hay không. Toàn bộ quá trình xét nghiệm này sẽ kéo dài không quá 3 phút. Để kiểm nghiệm phương pháp xét nghiệm mới của mình, nhà phát minh đã mời những người có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 dùng thử và đối chiếu kết quả và tỷ lệ tương đồng là khá cao. Hiện các quan chức y tế Hà Lan vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về phát minh này. Thưa quý vị, trong hai ngày cuối tuần vừa qua, các rạp chiếu phim ở thành phố New York đã mở cửa trở lại lần đầu tiên sau gần một năm. Và rõ ràng là người hâm mộ điện ảnh New York rất là hào hứng khi mà được tận hưởng những bộ phim yêu thích ngay tại rạp chiếu. Mặc dù các rạp chiếu phim chỉ được cấp phép giới hạn là 50 người cho mỗi một suất chiếu thôi, nhưng mà việc mở cửa đã cho thấy nhịp sống trở lại một cách bình thường ở nơi từng được coi là ổ dịch lớn nhất này. Đeo khẩu trang và tuân thủ khoảng cách, những người hâm mộ phim ảnh tại New York rất phấn khởi khi được đặt chân đến rạp sau gần một năm đóng cửa vì đại dịch. Thật tuyệt vời. Tôi quyết định nghỉ làm một hôm để đến rạp. Tôi đã mua vé chỉ 10 phút sau khi biết tin rạp mở cửa. Đã rất lâu rồi, bạn biết đấy. Tôi không đăng ký bất kỳ dịch vụ xem phim trực tuyến nào. Tôi luôn thích xem phim trên màn hình lớn với âm thanh sống động. Thật tuyệt khi rạp mở cửa trở lại. Người dân còn được yêu cầu rửa tay thường xuyên ngay tại quầy và trước khi vào phòng chiếu. Bên cạnh đó, các quy định bảo đảm an toàn luôn được đặt ở những vị trí dễ nhìn để khuyến khích cho người dân tuân thủ. Việc mở cửa rạp chiếu phim cũng là tin vui cho các chủ sở hữu rạp chiếu phim tại Mỹ. Tôi nghĩ việc mở rạp chiếu phim thực sự là quan trọng ở thành phố New York. Năm quận ở đây có khoảng 62 rạp chiếu phim, chiếm 3% doanh thu phòng vé của Mỹ. Vì vậy, đây là tín hiệu tốt. Thành phố New York thực hiện động thái này chỉ vài tuần sau khi cho phép mở lại hoạt động ăn uống trong nhà, cũng ở mức 25% công suất. Các nhà hàng đã bị đóng cửa sau khi làn sóng lây lan vào cuối năm 2020 khiến lệnh cấm được tái áp dụng. Một quán cà phê tại Praha, Cộng hòa Séc đang trở nên thu hút khách bởi sản phẩm rất là đặc biệt, đó là chiếc bánh vaccine COVID-19. Món tráng miệng lạ mắt là sản phẩm độc quyền của quán cà phê Black Madon. Nó có cốt bánh bông lan được trang trí bởi kem hương vị dâu tây, chuối, phía trên cắm một ống vaccine màu hồng, bên trong chứa rượu dâu tây. Quán cà phê bắt đầu bán những chiếc bánh có hình vaccine này vào cuối năm 2020 và xuất cùng hóa đơn mua hàng là một giấy chứng nhận đã tiêm phòng vaccine. Chiếc bánh đáng yêu này có giá khoảng 6,7 đô la Mỹ, tương đương khoảng 170.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Chương trình kỳ này xin đặc biệt dành giới thiệu về một nữ doanh nhân đã mang đến rất nhiều thay đổi và dấu ấn cho ngành tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam. Có phải là Hữu Trung đang muốn nhắc đến chị Thanh Nguyễn đúng không ạ? Đó là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng cống hiến cho cộng đồng nhân sự do tổ chức GHRD trao tặng. Và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng lắng nghe, chia sẻ và cảm nhận nguồn năng lượng tích cực mà chị mang lại. Bởi chính chức danh của chị cũng đã nói lên rất là nhiều điều rồi. Không chỉ là giám đốc điều hành CEO mà chị còn là Chief Happiness Officer, người truyền cảm hứng hạnh phúc.
Xin chào các bạn, mình là Thanh Nguyễn, giám đốc điều hành và truyền cảm hứng hạnh phúc tại Alpha B. Khi mà nhìn vào cái tấm danh thiếp của mình, Chief Happiness Officer, thì mình cũng thấy đây là một cái lời nhắc nhở với Thanh, đó là cái sứ mệnh của Alpha B chính là xây dựng nguồn nhân lực Việt Nam hạnh phúc từng doanh nghiệp một. Đứng ở góc độ cá nhân thì Thanh cũng rất là thích cái chức danh này, bởi vì nó cũng nói lên một điều mà mình rất là tin tưởng. Chief Happiness Officer viết tắt sẽ là chữ C, H, O là chữ cho, vì mình tin là hạnh phúc là cho đi. Thực ra khi mình bắt đầu khởi nghiệp á, bản thân mình cũng có những giấc mơ, tức là mình sẽ phải có một công ty có bao nhiêu người, kiếm được bao nhiêu tiền, doanh thu bao nhiêu. Nhưng mà thực sự từ cách đây 6 năm, khi mà mình bắt đầu chọn cho Alpha B cái sứ mệnh là xây dựng nguồn nhân lực Việt Nam hạnh phúc, thì thực sự cái giấc mơ của mình đó là làm sao cho cái khái niệm hạnh phúc nó được trở nên rõ ràng hơn, nó được ứng dụng tại mỗi doanh nghiệp mà bọn mình có cơ hội được chạm tới. Và thực sự ngày hôm nay nếu mình nhìn lại thì mình cảm thấy rằng mỗi một ngày đâu đó mình cũng cảm thấy rằng cái giấc mơ của mình nó cũng đang từng bước hình thành, khi mà mình nghe thấy một ai đó bắt đầu nói đến cái khái niệm hạnh phúc. Và việc đầu tiên khi mà người ta nghĩ tới tư vấn về môi trường làm việc và sức khỏe thương hiệu nhà tuyển dụng thì có lẽ họ alo Alpha B, và đấy là cái lúc mà mình cảm thấy rằng mình đang chạm tới giấc mơ của mình mỗi ngày. Ngoài ra thì có rất là nhiều những hoạt động của Alpha B có thể coi là cái điểm nhấn trong cộng đồng kinh doanh. Ví dụ như là Hội nghị Nguồn Nhân lực Việt Nam Hạnh Phúc tụi mình tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Hội nghị Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam vào tháng 10 hàng năm thì luôn luôn là một cái sân chơi mà có từ 600 đến 700 các CEO và các giám đốc điều hành, các giám đốc nhân sự luôn luôn được mong chờ. Hoặc là bản thân giải thưởng 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam á, thì tới ngày hôm nay á, nó là một cái giải thưởng rất là uy tín mà hàng trăm các cái doanh nghiệp hàng năm phải luôn luôn nỗ lực để đo lường, để cải thiện và để có thể đạt được cái danh hiệu đó, thì nó cũng thể hiện một phần nào những cái giá trị mà Alpha B đã tạo ra cho cộng đồng. Thực ra mà để mình hạnh phúc thì Thanh nghĩ rằng là công việc và cuộc sống nó rất là gắn kết với nhau. Tại vì rõ ràng là mình phải có cái cuộc sống riêng, có nhiều niềm vui thì mình sẽ có nhiều cái động lực để mình làm công việc tốt hơn. Và ngược lại, khi mà mình có một cái công việc nhiều ý nghĩa, mình cảm thấy hạnh phúc trong công việc, thì khi mình về nhà mình cũng sẽ là một cái người mẹ, một người vợ hạnh phúc, phải không? Nó không dễ để một cái người đi làm trong một cái vị trí giống như mình có vừa có nhiều thời gian cho công việc mà lại vừa có nhiều thời gian cho gia đình. Thành ra chúng ta đừng có đo hạnh phúc trong gia đình bằng lượng thời gian mình có thể dành cho chồng, cho con, mà hãy đo bằng cái chất lượng thời gian, mà quan trọng hơn là cái năng lượng mà mình có thể có trong cái khoảng thời gian ít ỏi đó. Năm vừa rồi là một năm quá đặc biệt đi, nhưng mà nếu mà mình nhìn lại trong một cái cuộc sống trải dài rất là nhiều năm, hoặc hành trình xây dựng một cái doanh nghiệp 10 năm như của Alpha B ấy, thì mình nghĩ là nó cũng có rất là nhiều những cái thời điểm khó khăn, chứ không chỉ riêng 2020. Thì cái quan điểm của Thanh sẽ luôn luôn là nếu mà chúng ta không thể thay đổi những cái gì bên ngoài đến với mình ấy, thì điều chúng ta có thể làm được đó là hãy thay đổi cái cách nhìn nhận của bản thân về điều đó. Thì ít nhất trong bất kỳ hoàn cảnh nào ấy, chúng ta vẫn luôn luôn có thể thấy được cái vấn đề ở một góc độ nhẹ nhàng hơn, và chúng ta sẽ có những cái năng lượng mới để chúng ta có thể nhìn thấy được những cái cách nhìn, những cái cách làm nó sáng tạo hơn, nó tốt hơn để giúp mình giải quyết vấn đề. Và Thanh hy vọng rằng là với cái cách nhìn đó, nó đã giúp Alpha B rất nhiều trong năm qua, và đâu đó nó cũng có thể là một cái cách nhìn nhận mới mà có thể giúp tất cả mọi người trong tất cả những cái khó khăn phía trước. Thật là một người phụ nữ ấn tượng, đúng không quý vị? Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Hữu Trung xin kính chúc các bà, các mẹ, các cô nhiều sức khỏe. Chúc chị em phụ nữ cũng như là người bạn dẫn của tôi, chị Minh Nhật, luôn luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại, và thật nhiều hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin được cảm ơn Hữu Trung, và Minh Nhật cũng được xin chúc quý vị một tuần làm việc thật là nhiều năng lượng. Bây giờ xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.